Quý vị thân mến, công tác nạo vét các tuyến kênh rạch trong nội ô quận Ninh Kiều và Bình Thủy tuy đã được triển khai nhưng việc thực hiện còn chậm. Một số tuyến đến nay vẫn còn nguyên hiện trạng dù được thi công đã lâu. Điều này làm gia tăng ô nhiễm khi đang trong mùa mưa bão triều cường. Ba gói thầu 1.17, 1.18 và 1.19 thuộc dự án 3 phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị được triển khai tại các phường trong nội ô quận Ninh Kiều như An Bình, An Khánh, Hưng Lợi và phường Long Tuyền, Long Hòa của quận Bình Thủy. Các gói thầu này được thực hiện từ đầu năm 2023, nạo vét cải tạo 16 tuyến kênh rạch, giải quyết tình trạng ô nhiễm mặt nước, dòng chảy, lắp đặt hành lang kè ven các tuyến kênh, cải tạo hệ thống đường giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng. Tuy nhiên đến nay mới triển khai được khoảng 5 tuyến và tiến độ thi công cũng còn chậm. Chúng tôi đã nhận được mặt bằng và triển khai thi công được là 3 tuyến rạch. Trong đó có các tuyến như là hàng Bà Bộ, hàng Bàn Nhánh. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã tổ chức được 4 mũi thi công cơ bản trên 3 tuyến rạch này. Tuy nhiên còn 2 tuyến rạch còn lại chúng tôi chưa thể triển khai thi công vì là mặt bằng giao còn chưa đồng bộ giữa hai bờ. Đề xuất lớn nhất của nhà thầu đó là tiếp tục bàn giao mặt bằng cho nhà thầu với tất cả các tuyến rạch còn lại. Theo Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều là đơn vị chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng cho các gói thầu này, thì vướng mắc hiện nay là chưa giải quyết được các thủ tục pháp lý về đất, nhà ở đối với những hộ có liên quan. Ban sẽ rà soát lại tất cả các hộ còn lại trên cơ sở là tập trung quyết liệt để làm sao trình phê duyệt kinh phí cho đối với các hộ còn lại để bà con nhận tiền và bà con sớm an tâm bằng giao bằng trong cái thời gian sắp tới. Chính việc chưa giải quyết được mặt bằng cho đơn vị thi công mà đến nay các gói thầu này chỉ được thực hiện theo từng đoạn ngắn, mặt bằng đến đâu thi công đến đó. Đi vận động từng nhà một, bàn giao mặt bằng để mà giao cho công trình để làm cái công trình này nó đạt kết quả cao. Đối với địa phương thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân là di dời các cái vật kiến trúc qua màu là bị ảnh hưởng bởi dự án, đồng thời thì phối hợp với cái đơn vị thi công chủ đầu tư để kịp thời là tháo gỡ các cái khó khăn, các cái vướng mắc xảy ra trong quá trình thi công. Trong khi chờ bàn giao mặt bằng thì các đơn vị thi công trên tuyến cần khẩn trương xử lý tình trạng ô nhiễm bề mặt các tuyến kênh rạch để tạo dòng chảy cho thông thoáng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ các tuyến kênh rạch hiện hữu thuộc dự án.